Mình review lại cho các bạn là hoa cúc 7 màu các bạn này. Hoa cúc 7 màu thì nó giống như là hoa cúc là nhám thôi. Mình thấy thân thân của nó phát triển này, thì nó chả khác gì hoa cúc là nhám cả. Nhưng màu sắc của nó khá là đẹp, nhưng mà bông của nó là bé. Bông của nó không được lớn như hoa cúc là nhám. Thì mình có thể là quay hoa cúc là nhám bên này để so sánh cho các bạn xem đây này. Đây là hoa cúc là nhám các bạn này. Nên trồng hoa cúc là nhám hay là hoa cúc 7 màu thì các bạn trồng hoa cúc là nhám nhé. Các bạn thấy xem bông nào bông đấy là quá trời đã luôn. Màu sắc khá là ok luôn nhé. Đây các bạn xem này. Còn bên này hoa cúc 7 màu thì bông của nó bé xíu thôi. Và không đạt chuẩn như hoa cúc là nhám được, nên là các bạn có thể là trồng hoa cúc 7 màu. Tuy nhiên nhiều bạn thích bông nhỏ như thế này thì các bạn vẫn trồng được các bạn nhé. Đây là mình trồng thử nghiệm đấy các bạn. Cái gói hạt giống mình trồng thử nghiệm xem chất lượng như thế nào thì mình chia sẻ kinh nghiệm đến cho tất cả các bạn như vậy. Hiện tại thì mình có trồng nhiều loại, ví dụ như đây là hoa cẩm chướng này. Hoa cẩm chướng mình trồng đây nó cũng phát triển này. Một thời gian sau nó mới nở bông lên được. Bên kia là cây ớt cảnh, ớt kiểng. Đấy còn nhiều hoa, ví dụ như hoa dừa cảm đấy các bạn này. Đây, hoa dừa cảm. Dưa cằn lun, loài này nở hoa nở bông khá là đẹp. Đây nó có màu đỏ rất là đẹp. Còn đây là dòng vằn thỏ, thì vằn thỏ khá là đẹp. Bông nào bông đấy các bạn nhìn mê không. Đấy bên này là hoa, đây là hoa mỏng tay. Hoa mỏng tay nó cũng nở lâu rồi. Đây là dòng hoa màu gà. Hoa màu gà, đấy là hoa vằn thỏ, đây là hoa hướng dương. Hoa hướng dương nó ngoảnh về phía bên kia, phía mặt trời mọc. Còn đây là hoa cúc là nhám. Bạn nào cần thông tin về các loại hoa thì các bạn có thể là kết nối bên mình tư vấn cho tất cả các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở một số nội dung video sau.